Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn và em Min điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU được khuyên bổ nhiệm Antonio Conte thay Solskjaer. Edward thực hiện lời hứa Rafael Varane mới với MU. Manuel Locatelli đang hot trên thị trường chuyển nhượng và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU được khuyên bổ nhiệm Antonio Conte thay Solskjaer. Jadon Sancho, cựu cầu thủ của Tottenham cho rằng MU cần tận dụng cơ hội để bổ nhiệm Antonio Conte thay cho Solskjaer. Conte vừa chia tay câu lạc bộ Inter sau khi giúp đội bóng này vô địch Serie A và từ chối Tottenham vì không đạt thỏa thuận. Trong khi đó, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã nhận thất bại ở chung kết Europa League trước đội cán đích thứ 7 ở La Liga là Villarreal. Chẳng có gì tích cực cả, thất bại trước Villarreal chính là thảm họa với Solskjaer. Đấy là thời điểm quan trọng để Ole Gunnar Solskjaer chứng tỏ rằng mọi người đã sai, thế nhưng ông ấy lại cho thấy những nhận định của tôi là đúng đắn. Tôi không thấy Ole là huấn luyện viên phù hợp với MU, dù điều này có vẻ khó nghe, nhưng tôi vẫn phải nói Ole không đủ trình độ dẫn dắt MU. Tôi nghĩ rằng MU cần phải bổ nhiệm Antonio Conte. Ông ấy đã giành chức vô địch Premier League và Serie A. Ông ấy biết cách giành danh hiệu. Ole Gunnar Solskjaer đón tân binh đầu tiên giá rẻ cực chất lượng. Mới đây, Man United được cho là đang quan tâm đến tiền đạo của đội tuyển Thụy Điển là Alexander Isak. Đây là những động thái của MU để đề phòng trường hợp họ không thể chiêu mộ được Erling Haaland hoặc Harry Kane. Hiện tại, Isak đang thuộc biên chế của Real Sociedad và có lẽ mức giá để quỷ đỏ sở hữu cầu thủ này sẽ không quá cao. Van der Beek hy vọng được đến La Liga thi đấu. Theo giới báo chí của Tây Ban Nha, tiền vệ Donny van der Beek đã không còn chịu được cảnh làm bạn với ghế dự bị ở Old Trafford. Cầu thủ người Hà Lan muốn được ra sân để chứng tỏ bản thân nhiều hơn. Nhưng với tình hình lực lượng tuyến giữa của Man United hiện tại, việc có một suất đá chính cho van der Beek là rất khó. Hai vị trí chủ chốt đóng vai trò sáng tạo và thu hồi bóng của Quỷ Đỏ lần lượt được Bruno Fernandes và Paul Pogba đảm nhiệm. Vị trí tiền vệ phòng ngự còn lại thường sẽ do Matic, McTominay hay Fred xoay phiên nhau đảm trọng trách. Những cái tên kể trên dần đã được huấn luyện viên Solskjaer tin dùng và trở thành thói quen. Điều này vô tình đã khiến việc Van der Beek ngồi dự bị như một lễ tất yếu. Và tiền vệ trẻ đang trên đà phát triển này buộc phải lên tiếng để bày tỏ nguyện vọng được thi đấu. Điểm đến mà Van der Beek đề ra với ban lãnh đạo Man United là Barcelona, nơi mà người bạn trên tuyển Hà Lan Frenkie de Jong đang thi đấu. Phía Man United chưa đưa ra bất kỳ lời đề nghị nào về việc đem Van der Beek đi cho mượn. Locatelli bắt đầu hot trên thị trường chuyển nhượng. Manuel Locatelli đang có một mùa Euro cực rực lửa cùng với đội tuyển Ý khi có hai chiến thắng liên tiếp trước Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ để giành tấm vé đầu tiên đến vòng knockout. Hai chiến thắng 3 sao của đội tuyển Ý không thể kể đến những màn trình diễn đẳng cấp của Locatelli, tiền vệ đang thuộc biên chế Sassuolo. Với hai bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ, ngay lập tức giới chuyên môn có cái nhìn khác về hàng tiền vệ của đội tuyển Ý năm nay. Locatelli thi đấu ở vị trí tiền vệ, đóng vai trò cầm bóng và kiến tạo, nhưng sự có mặt tại hầu hết các điểm nóng khi Italia tấn công khiến cầu thủ này trở nên đặc biệt. Không chỉ sở hữu khả năng cầm bóng tốt, Locatelli còn có khả năng sút xa và chạy chỗ thông minh. Tiền vệ trẻ 23 tuổi là một quân bài chiến thuật quan trọng trong sơ đồ bày binh bố trận của Roberto Mancini tại Euro lần này. Phía Sassuolo đã có giá ít nhất 40 triệu euro đối với bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu tiền vệ trẻ người Ý và hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm của các đội bóng tên tuổi như Juventus và Liverpool. Cơ hội cuối để Edward thực hiện lời hứa Varane với MU. Một trong những lợi thế nếu các đội bóng cố gắng ký hợp đồng sớm với mục tiêu mình đang theo đuổi đó chính là tránh việc bị ép giá. Bởi nếu một cầu thủ chơi tốt tại Euro 2020, giá trị của họ có thể tăng lên gấp bội. Trong trận đấu giữa Pháp và Đức tại Allianz Arena, Rafael Varane lại đang tỏa sáng. Tuy nhiên, mức giá mà Manchester United muốn chi trả là 15-20 triệu bảng. Chiều ngược lại, Real Madrid muốn 80 triệu bảng, con số được Manchester Evening News gọi tắt là cắt cổ vào thời điểm này. Thời gian vẫn còn dài và ngôi sao của Los Blancos còn có thể chơi hay hơn nữa và giúp cho Les Blues xoán ngôi của Borussia. Nếu điều này trở thành sự thật, bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của cựu cầu thủ Len lại có thêm một chiếc cúp danh giá. Ngược lại quá khứ, MU đã dốc hầu bao vì Michael Carrick dù tiền vệ này chỉ tỏa sáng ở mỗi trận đấu gặp Ecuador tại World Cup 2006. Cũng ở giải đấu năm ấy, Owen Hunliver đã lọt vào tầm ngắm của nửa đỏ thành Manchester. Cách đây 3 năm, Edward đã cố gắng cứu vãn sự thất bại trong khâu chuyển nhượng bằng việc tiếp cận Rafael Varane. CEO của đội chủ sân Old Trafford tuyên bố sẽ chi 100 triệu bảng cho trung vệ của Real Madrid. Thực tế, có rất nhiều cơ sở để người ta tin vào lời nói của Edward.
Thị trường chuyển nhượng trước đó một năm thực sự điên rồ khi Manchester United chi đến 128,5 triệu bảng cho ba hậu vệ cánh. Trong khi đó, PSG không hề kém cạnh khi bỏ ra tiền tấn để đổi lấy sự phục vụ của Neymar cùng Kylian Mbappe. Thời điểm ấy, Raphael Varane đang ở đỉnh cao danh vọng. Anh cùng Lord Blancos giành chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp vào năm 2018, sau đó lại góp công giúp đội tuyển Pháp lên ngôi ở World Cup trên đất Nga. Vì sao Quỷ Đỏ quyết tâm vì ngôi sao sinh năm 1993 đến vậy? Câu trả lời lại nằm ở Manchester City và Liverpool. Rõ ràng, nửa đỏ thánh Manchester không hài lòng với con số 80 triệu bảng mà mình đã bỏ ra vì Harry Maguire. Trong hai mùa giải gần nhất, những chức vô địch Premier League mang đậm dấu ấn của các trung vệ Virgil van Dijk và Ruben Dias. Thậm chí, cả hai còn giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa ở sức mạnh ảnh hưởng lớn lao của mình. Đã xuất hiện những tín hiệu tích cực từ Euro 2020, nơi Victor Lindelof chơi chói sáng và giúp Thụy Điển hòa Tây Ban Nha. Nhưng theo Rio Ferdinand, cựu cầu thủ Benfica hợp hơn khi thi đấu ở đội tuyển quốc gia và các trận đấu quốc tế. Bởi lẽ đơn giản, Premier League là giải đấu tốc độ và cạnh tranh khốc liệt, trong khi đó lại là những điểm yếu của trung vệ sinh năm 1994. Với Raphael Varane, tuyển thủ Pháp tỏ ra hoàn toàn toàn diện hơn. Người ta tin rằng Harry Maguire sẽ thi đấu ấn tượng nếu chơi bên cạnh một đối tác kiểu như vậy. Eric Bailly có thể đầy sức mạnh nhưng chưa bao giờ được đánh giá cao vì thiếu ổn định. Trong một diễn biến khác, cả Ansel Tanzebe cũng chuẩn bị chia tay sân Old Trafford dưới dạng cho mượn. Nếu Manchester United muốn cạnh tranh trước vô địch Premier League, họ cần một cầu thủ đẳng cấp thế giới và Raphael Varane là bản hợp đồng hoàn hảo. Đây chính là lúc để Old Trafford thực hiện lời hứa 3 năm trước với Quỷ Đỏ. Sẽ thật tuyệt nếu vị CEO của MU thành công, bởi lẽ đây sẽ là bản hợp đồng cuối cùng của ông trước khi chia tay câu lạc bộ. PSG chào đón Sergio Ramos. Ngay sau khi Real Madrid thông báo chia tay Sergio Ramos, truyền thông Tây Ban Nha cũng đưa ra điểm yếu tiếp theo của Anh. Vì chết cho hay, PSG nhiều khả năng sẽ là địa điểm dừng chân của hậu vệ người Sevilla. Sergio Ramos được cho là đạt được thỏa thuận sơ bộ với PSG. Ngoài ra, Ramos cũng nói chuyện với Neymar và Kylian Mbappe về cuộc hội ngộ ở Paris. Sergio Ramos từ chối MU và Man City vì PSG trả cho anh mức đãi ngộ tốt hơn. Lịch ngoại hạng Anh mùa tới, MU gặp Leeds ở trận mở màn, Chelsea khởi đầu giống bão. Ngoại hạng Anh 2021-22 sẽ khởi tranh vào ngày 14 tháng 8 năm 2021, tức là 34 ngày sau trận chung kết Euro 2021 tại Wembley. Ở vòng đầu tiên, người hâm mộ sẽ chứng kiến trận đại chiến đầu tiên khi đương kim vô địch Man City làm khách trên sân Tottenham. Về phần các đội khác của Big Six, MU sẽ tiếp Leeds United trên sân nhà Old Trafford, Chelsea đá trận derby London với Crystal Palace, Liverpool gặp tân binh Norwich City, còn Arsenal làm khách trên sân một tân binh khác, Brentford. Chelsea là ông lớn khởi đầu khó khăn nhất sau trận derby London được đánh giá là trên cơ. The Blues sẽ trải qua một lịch thi đấu đầy rung bão khi phải chạm trán 4 đội Big Four ở 5 vòng sau đó. Họ sẽ đụng độ Arsenal ở vòng 2, Liverpool ở vòng 3, Tottenham ở vòng 5 và Man City ở vòng 6. MU liệu sẽ thành công nếu áp dụng mô hình của Liverpool? Có lẽ kết thúc mùa giải ở vị trí Á quân không phải là thành tích tốt đối với Man United. Song, nếu muốn có được những thành công đột phá hơn nữa, phải chăng ban lãnh đạo Quỷ Đỏ nên sớm áp dụng công thức mà Liverpool đã sử dụng trong vài mùa trở lại đây? Manchester United đã có những vấp ngã ở mùa giải này. Ở trận đấu được mong chờ nhất, trận chung kết Europa League, họ đã gục ngã trước Villarreal của Unai Emery trên chấm phạt đen. Nhưng trận thua đó không thể phủ nhận cả một cuộc cách mạng của Ole Gunnar Solskjaer. Với một đội hình phần nhiều là chấp vá, Man United đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai, xếp trên cả Chelsea, đội bóng vừa vô địch Champions League và cả Liverpool. Đây là một bước tiến lớn của Ole, không ngẫu nhiên khi ban lãnh đạo Quỷ Đỏ tiếp tục tin tưởng chiến lược gia này và tưởng thưởng cho ông một hợp đồng 3 năm. Cựu trung vệ Rio Ferdinand của MU cũng đánh giá cao những thành quả của Quỷ Đỏ mùa này. Chia sẻ với Tagon, anh nói, tôi nghĩ ở giải quốc nội, chúng tôi đã có những gì chúng tôi muốn, đó là sự cải thiện. Tôi nghĩ MU đã kém Liverpool 30 điểm ở mùa trước, giờ thì họ ở sau chúng tôi. Rõ ràng đó là một sự tiến bộ tuyệt vời nếu biết MU luôn được ví như một bệnh viện thu nhỏ ở mùa giải này. Bước sang mùa giải mới, điều đầu tiên mà chiến lược gia người Na Uy cần làm là tăng cường thêm nhiều chiều sâu đội hình. Họ có thể nhìn chính tấm gương của Liverpool mà học hỏi. Nên nhớ, trước khi có được chữ ký của Virgil van Dijk, Jurgen Klopp không thể đem về một chiếc cúp quý giá nào cho The Kop. Song, trung vệ người Hà Lan đến và đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của Liverpool. Từ một đội phải lấy công bù thủ, họ đã chơi chắc chắn hơn. Thậm chí có những trận đấu Liverpool chỉ ghi một bàn mà vẫn ung dung ấm trọn 3 điểm. Theo lời khuyên của Rio Ferdinand, Man United nên đầu tư vào vị trí trung vệ, tiền vệ chạy cánh phải và trung phong ở mùa hè này. Trong 3 vị trí kể trên, chuyện tạo một trung vệ chất lượng phải được Ole Gunnar Solskjaer đặt lên hàng đầu. Harry Maguire cần một đối tác đáng tin cậy để đá cặp. Thậm chí, chữ ký ấy đôi khi còn phải chất hơn cả Maguire thì đội chủ sân Old Trafford mới có thể mơ đến ngôi vô địch. Thế nên, Solskjaer mới từng nói,
Muốn thắng một trận đấu, bạn phải nhờ hàng công, nhưng muốn vô địch một giải đấu, bắt buộc bạn phải có hàng thủ mạnh. Hiện tại, một số cái tên khả dĩ cho Quỷ Đỏ theo đuổi là Pau Torres, người đã thể hiện rất tốt trong trận chung kết Europa League trong màu áo Villarreal, hoặc nếu bạo tay hơn, họ có thể tạo trung vệ thép Raphael Varane của Real Madrid, người chỉ còn hợp đồng với Kèn Kèn Trắng đến hè 2022. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.